Tiếp là một chiếc khủng long Carnosaurus đó các bạn ơi. Loài Carnosaurus này có đặc điểm nhân dạng nó là một cái đuôi rất là dài nha các bạn, hai chân trước thì rất là nhỏ. Đặc điểm dễ nhận dạng nhất là nó có hai cái sừng nhỏ trên đầu này các bạn. Chú Carnosaurus màu xanh với một dải màu đỏ chạy trên lưng mình rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây là loài khủng long ăn thịt các bạn, rất là hung dữ luôn, nó có thể chối độc đóng chống chọi với khủng long T-Rex đó các bạn. Wow, một chiếc khủng long Carnosaurus màu xanh đỏ nhìn rất là đẹp nha. Các bạn còn nào vào được một chưa? Wow, tức là một chú khủng long Brachiosaurus đó mọi người ơi, một chú khủng long Brachiosaurus cực kỳ đẹp luôn nha. Wow, một chú khủng long này mà xem nó có cổ rất là dài, đuôi cũng rất là dài, bốn chân thì rất là to luôn các bạn. Wow, chú Brachiosaurus này có thể nặng đến 30 tấn nha. Tiếp tục là chú khủng long Parasaurolophus nha các bạn. Tuy nhiên con Parasaurolophus này có màu xanh nhìn rất là đẹp nha. Đuôi nó dài chưa kìa, hai chân trước của nó nhỏ nha, hai chân sau thì rất là lớn, chạy rất là nhanh nha. Đây là khủng long ăn cỏ rất là hiền lành nha các bạn, nó chuyên sống theo bầy đàn đấy. Lần này chú khủng long Brachiosaurus màu đỏ đen nha các bạn ơi. Cổ rất là dài này, đuôi rất là dài, bốn chân rất là to nha. Từ phần cổ tới phần đuôi nó có một cái dải màu đen nhìn rất là đặc biệt các bạn. Chú khủng long Brachiosaurus màu đỏ đen rất là đẹp. Loài khủng long này có thể nặng đến 30 tấn nha các bạn. Tuy kích thước khổng lồ là thế nhưng nó là khủng long cỏ nha các bạn, rất là hiền lành luôn. Wow, chú khủng long Ankylosaurus các bạn ơi. Chú khủng long Ankylosaurus có đặc điểm có những cái gai trên lưng này các bạn, nắp da rất là dày luôn nha. Đuôi thì cũng khá là dài, tuy nhiên phần cuối đuôi nó hình dẹp nha các bạn. Chú khủng long Ankylosaurus này có lớp da cực kỳ dày và các loài khủng long ăn thịt rất khó để có thể cắn xuyên lớp da này nha các bạn. Cặp Ankylo, wow, ba con Ankylo đang tiến ra ngoài các bạn, quá trời những con Ankylo khổng lồ luôn nha, con này cực kỳ luôn ấy. Tức là chúng ta không có một chú khủng long nữa hết mà là thay vào đó là một loại ăn cỏ rất là hiền lành các bạn ơi, một chú hươu sâu cổ khổng lồ. Chú hươu sâu cổ khổng lồ này có màu vàng và những đốm màu đỏ như thế này các bạn. Cổ nó dài chưa kìa, bốn chân của nó cũng rất là dài nha, một chú hươu sâu cổ cực kỳ đẹp luôn các bạn.
Ô, rất là nhiều con. Wow, chúng ta có một chú khủng long ba sừng các bạn ơi. Một chú khủng long ba sừng có ba sừng phía trước này các bạn. Trên cổ của nó thì có một cái vây như là một tấm khiên trắng này các bạn ơi. Nhìn kích thước tổng thể thì nó rất là lớn nha các bạn. Wow, nhìn lớp da của nó dày chưa kìa. Đuôi của nó cũng khá là dài nha. Kích thước của loài này rất là lớn và có khả năng nặng đến 5 tấn nha các bạn. Một chú khủng long ba sừng màu xanh nhìn rất là đẹp. Hút kìa các bạn. Đấy. Wow, một chú khủng long Cryophosaurus các bạn ơi. Đặc điểm nhận diện của loài Cryophosaurus này là trên đầu nó có một cái vây này các bạn. Hai tay trước của nó thì có móng vuốt rất là sắc nhọn nha. Hai chân sau thì nó rất là săn chắc và lớn nha các bạn. Chiếc đuôi cực kỳ dài. Chú Cryophosaurus này có một màu cam và những cái đốm đen nhìn rất là ngầu các bạn ơi. Nhìn thôi thì cũng biết đây là khủng long ăn thịt rồi các bạn. Rất là nguy hiểm luôn nha. Wow, lần này chúng ta có một chú khủng long Tyrannosaurus Rex hay còn gọi là khủng long T-Rex, khủng long bạo chúa đó các bạn. Wow, chú khủng long bạo chúa màu xanh. Hai chân trước của nó nhìn rất là buồn cười, khá là ngắn này các bạn. Tuy nhiên hai chân sau rất là to và dài nha. Chiếc đuôi cực kỳ dài luôn, giữ thăng bằng khi chạy rất là tốt. Chú khủng long T-Rex bạo chúa này săn mồi rất là độc đáo các bạn, rất là bá đạo luôn. Nó chuyên gia săn mồi đơn độc và không bao giờ tha cho con mồi nha các bạn. Wow, đây được xem là vua của loài khủng long ăn thịt đó các bạn. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú bò màu cam nữa các bạn ơi. Một chú bò màu cam với hai sừng có một màu xanh lá rất là đặc biệt nha. Chú bò này có thân hình rất là săn chắc nha các bạn. Chú bò màu cam rất là đẹp luôn. Đây bạn nha, rất là to luôn nha. Luôn. Wow, tiếp tục chúng ta có một chú khủng long bạo chúa màu đỏ vằn đen nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Chú khủng long bạo chúa nhìn rất là đẹp nha. Răng nanh của nó rất là sắc nhọn này. Hai chân trước nhìn ngắn rất là buồn cười. Hai chân sau rất là to, đuôi rất là dài nha. Đây là khủng long bạo chúa săn mồi rất là tàn bạo nha các bạn. Wow, nhìn rất là đẹp luôn. Một chú khủng long bạo chúa màu đỏ vằn đen. Wow, đi ra rồi. À không, đâu có xin lạ đánh nhau bắn một phát một T-Rex hay luôn kìa, rớt dưới luôn. Wow, chúng ta có một chú hà mã đang há miệng rất là đáng sợ các bạn ơi. Một chú hà mã rất là béo ú luôn nha. Wow, nhìn thấy cái răng nanh con rất là nhọn này. Chú hà mã này có lớp da rất là dày nha các bạn. Ở đầm lầy thì hà mã là vua của muôn loài, không có loài động vật nào ở đầm lầy có thể chống lại hà mã nha các bạn. Wow, nhìn rất là bệ vệ luôn. Oh, một con hà mã khổng lồ đang đi bộ với mấy các bạn. Nhìn hài chưa kìa. Luôn. Wow, chúng ta có một chú hươu sừng tấm các bạn ơi. Một chú hươu sừng tấm màu cam với sừng của nó như là hai bàn tay đang đan vào nhau vậy các bạn. Wow, một chú hươu sừng tấm cực kỳ đẹp luôn. Ồ, đây không phải một sừng tấm mà đẹp các bạn. À, một chú này khá là đẹp luôn nha. Wow, lần này chúng ta có một chú báo đốm các bạn ơi. Một chú báo đốm màu vàng với những đốm màu đen nhìn rất là đẹp. Đuôi rất là dài luôn nha. Cơ thể nhìn rất là săn chắc. Báo đốm được xem là loài động vật chạy nhanh nhất trong tất cả các loài động vật luôn các bạn. Wow, chú báo đốm màu vàng có đốm màu đen nhìn rất là đẹp nè. Ôi chị ba nha các bạn, một con báo châu Phi con này nó chạy rất là nhanh luôn nha. Wow, tức là một chú Husky Wookie màu xanh các bạn ơi. Một chú Husky Wookie màu xanh đang giơ tay chỉ lên trời này. Răng nanh đang nhẹ rất là nhọn nè các bạn. Một chú Husky Wookie màu xanh nhanh nên rất là đáng sợ nha. Đang cả Husky Wookie nhưng các bạn đang lao vào nắm đuôi con Spino rồi. Ồ, mà tên này rất là nha. Lần này chúng ta có một chú Velociraptor các bạn ơi. Một chú Velociraptor màu xanh. Wow, nhìn răng của nó này, răng nanh rất là nhọn nha. Hai chân trước có móng vuốt cực kỳ sắc nhọn các bạn.
ở những cái móng ở dưới chân sau nó cũng rất là nhọn các bạn. Đuôi thì rất là dài. Đều là khủng long tuy có kích thước nhỏ nhưng mà nó chạy rất là nhanh nha các bạn, chuyển xe săn mồi theo bầy đàn và cực kỳ thông minh và xảo quyệt. Wow, chú Velociraptor cực kỳ đẹp nha. Đi chết rồi các bạn, bộ lông vũ quá đẹp luôn hả, một loài khủng long khá là ngầu và đẹp luôn nha. Wow, trước khi chúng ta có một chú Giganosaurus các bạn ơi, chú khủng long Giganosaurus này đặc điểm là nó có hai cái sừng trên đầu này các bạn. Wow, một chú Giganosaurus Giganosaurus màu xanh cực kỳ đặc biệt, hai chân trước nó rất là ngắn này, hai chân sau rất là to, chiếc đuôi thì rất là dài. Đặc điểm của loài Giganosaurus này là nó rất săn mồi rất là khủng khiếp nha các bạn. Nó là khủng long ăn thịt và không bao giờ tha cho con mồi nào hết. Nó có thể dám chống lại cả khủng long bầu chúa để có thể giành con mồi các bạn. Wow, là một con Giganosaurus màu xanh rất là đẹp nha. Rất là cứng luôn nha, đây cũng là đầu gọi của mình là đẹp chưa kìa. Wow, thế thì chúng ta có một chú bò châu Phi các bạn ơi. Chú bò châu Phi với hai tay rất là bệ vệ như là hai cái quạt các bạn. Nhìn hai chiếc nhạc rất là nhọn nha. Cái vòi thì rất là dài và linh hoạt. Cái vòi này có chức năng như là một cái tay của con người với các bạn, có thể cầm nắm rất là dễ dàng mọi thứ nha. Wow, chú bò châu Phi nhìn qua cũng có thể biết là lớp da rất là dày rồi, có thể nặng đến 5 tấn luôn nha các bạn. Wow, chú bò nhìn rất là đẹp nha các bạn. Có cả một con bò châu Phi đứng kia luôn các bạn. Đấy, một chú bò cá nữa nha. Wow, lần này là một đại diện đến từ đại dương các bạn ơi, một chú cua khổng lồ, một chú cua màu xanh khổng lồ nữa các bạn. Wow, nhìn tấm cặn của nó rất là đẹp nữa các bạn. Hai càng của nó thì rất là nhọn nha, rất là sắc như hai cái kéo đang cắt vậy các bạn. Còn đầu càng nó là một màu đỏ nhìn rất nổi bật luôn nha. Chú cua khổng lồ đến từ biển nha các bạn. Với kích thước khổng lồ này này có thể kẹp được những cá voi luôn nha các bạn. Cua được cực kỳ khổng lồ màu xanh nha. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú dê núi các bạn ơi. Một chú dê núi có chấm râu nhìn rất là buồn cười nữa các bạn. Hai chiếc sừng mọc ngược ở phía sau. Một chú dê núi rất là đẹp nha. Dê núi là loài động vật có thể di chuyển ở những địa hình rất là cao các bạn. Cao và dốc thẳng đứng như là vách núi vậy, loài dê cũng có thể di chuyển được nha. Wow, chú dê núi rất là leo trèo rất là giỏi nha các bạn. Rất là đẹp nha. Sừng lâu bi, linh dương các bạn. Wow, nhìn nó đẹp chưa kìa. Hai cái sừng này nhọn quá luôn. Wow, lần này không phải là khủng long các bạn ơi, mà là một chú quái vật với đầu là một cột đèn giao thông nha các bạn. Chú quái vật này có tay chân rất là ốm như các bạn, như là một bộ xương khô vậy. Tay rất là dài nhưng rất là dễ nha các bạn. Đầu thì là một cái cột đèn giao thông có màu đỏ, màu vàng và màu xanh nha. Rất là đáng sợ nha, một chú quái vật nha các bạn. Wow, thế thì chúng ta có một chú khủng long ba sừng các bạn ơi. Một chú khủng long ba sừng màu đen nhìn rất là đẹp nha. Hai sừng lớn đang chỉ ở phía trước này, sừng nhỏ ở mũi. Trên cổ nó có một cái vây như là một cái tấm khiên trắng rồi các bạn. Wow, chú khủng long ba sừng trên lưng nó có những cái gai nhỏ li ti này các bạn. Nhìn qua có thể thấy lớp da của nó rất là dày nha các bạn. Chiếc đuôi cũng khá là dài, khủng long này có thể nặng đến 5 tấn nha các bạn. Wow, là chú báu gấm các bạn ơi, cũng như tên gọi của nó, nhìn hoa văn trên da của nó mà xem như là một cái tấm gấm vậy các bạn. Wow, chú báu gấm này leo trèo rất là giỏi nha các bạn. Loài báu gấm chuyên gia săn mồi và tha các con mồi lên cây đó các bạn. Wow, những chú báu gấm này nhìn rất là đẹp nha. À, các bạn, một cặp báu đốm khổng lồ. Wow, nhìn rất là to luôn nha. Wow, chú khủng long Pentaceratops các bạn ơi. Một chú khủng long Pentaceratops thì không được to cho lắm nhưng mà đây là loài khủng long có kích thước cũng rất là to lớn nha. Wow, chú Pentaceratops có hai sừng rất lớn đang chỉ về phía trước này, một sừng nhỏ ở mũi này. Trên cổ nó có một cái vây rất là lớn nha. Chiếc vây này là loại vây lớn nhất trong tất cả các loài khủng long ba sừng nha các bạn. Một chú Pentaceratops màu đỏ và có cái đường đen chạy theo sống lưng đó nè các bạn. Wow, cực kỳ đẹp luôn nha. Một chú khủng long Pentaceratops rất là ngầu. Khủng long với ba sừng rất là nhọn, cái đầu là một cái tấm khiên rất là to luôn. Wow. Wow,
Wow, loài khủng long nhìn có hình hài dị dạng mà các bạn ơi, móng vuốt rất là dài kìa. Thì ra đây là khủng long Therizinosaurus nha các bạn. Đặc điểm của con khủng long Therizinosaurus là tai của nó có những cái móng vuốt cực kỳ nhọn và dài luôn đó các bạn. Wow, thật là kinh khủng, những cái móng vuốt cực kỳ dài luôn, đuôi cũng rất là dài luôn nha các bạn. Wow, răng của nó thì không nhọn nhưng bù lại thì móng vuốt là rất là nhọn. Một chú khủng long săn mồi cực kỳ bá đạo nha, nó chuyên gia đâm các con khủng long khác đó các bạn. Wow, tuy có bò hình về nhưng mà đây là khủng long ăn cỏ nha các bạn. Nó chỉ có thú vui là nó chém giết những con khủng long khác thôi. Wow, nhìn rất là ngầu nha. Một chú Therizinosaurus màu xám mà có dải màu cam chạy phía sau lưng nè các bạn. Cực kỳ ngầu luôn. Đây là Therizino đánh nhau với Godzilla khổng lồ các bạn. Wow, một bầy Therizino luôn. Wow, chú khủng long nhìn mà có hình hài rất là dị dạng nè các bạn ơi. Thì ra đây là chú khủng long Dilophosaurus nha các bạn. Đặc điểm của loài Dilophosaurus là trên cổ nó có hai cái vây mọc xòe ra nè các bạn. Wow, nhìn như là một chú tắc kè đang phùng mang trận má vậy. Chiếc đuôi cực kỳ dài nha. Nhìn chiếc đuôi thì cũng có thể biết chạy rất là nhanh rồi. Wow, chú khủng long Dilophosaurus, một loài khủng long cực kỳ nguy hiểm. Dilophosaurus đấy rồi. Wow, chú khủng long đây. Cái này ra phải nói là quá ngầu luôn nha, đẹp kia kìa. Nha các bạn. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú hổ các bạn ơi, một chú hổ màu cam và những cái sọc màu đen. Chú hổ này thì kích thước chưa to lắm nhưng mà cũng rất là hung dữ nha các bạn. Wow, chiếc đuôi khá là dài này, kích thước thì tuy nhỏ nhưng mà nó vẫn là chúa săn lắm nha các bạn. Chú hổ nhìn rất là đẹp luôn. Wow, ở đây có gì đây? Là gì? Là đúng rồi, đâu đánh nhau với hai tia đâu mà sao không đâu? Wow, chú khủng long Stegosaurus nha các bạn. Chú khủng Stegosaurus màu xám có vây màu đen nhìn rất là đẹp nữa các bạn. Đặc điểm của loài Stegosaurus là có hai dải vây lưng chạy dọc theo sống lưng nè các bạn. Cuối phần đuôi nó có những gai mọc ra và con Stegosaurus này có cái vây màu đỏ nhìn rất là nổi bật luôn. Wow, chú khủng long Stegosaurus màu xám có vây đỏ cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Đây là khủng long có biệt danh là khủng long vây kiếm đó các bạn. Stegosaurus màu xám lớn to lớn luôn, các bạn có thể thấy được một khủng long to như thế này, lại trên lưng nữa nha. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú khủng long bay các bạn ơi. Một đại diện đến từ bầu trời là thằn lằn sấm Pteranodon nha các bạn. Wow, một chú thằn lằn sấm cực kỳ đẹp, màu xanh đang giơ động hai đôi cánh này các bạn ơi. Loài Pteranodon này săn mồi bằng cách lao vút từ trên không xuống với tốc độ khủng khiếp và gấp con mồi nha các bạn. Chúng chuyển săn mồi theo bầy đàn và rất là thông minh nha. Wow, chú Pteranodon. Pteranodon thằn lằn bay khổng lồ bị nhốt trong một cái lồng rồi. Wow, cái thể cánh nó rất là dài luôn, thấy chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Ờ, chú khủng long này có kích thước to bạn ơi. Kích thước to như thế này không biết là khủng long gì đây. Wow, thì ra là một chú Brachiosaurus màu nâu khổng lồ. Wow, các bạn hãy nhìn chiếc cổ nó mà xem. Và dài trước kia. Chú khủng long Brachiosaurus màu nâu khổng lồ nha. Đuôi của nó rất là dài nha. Bốn chân thì to, rất là to như bốn cái cục đình vậy. Wow, kích thước rất là lớn nha các bạn. Loài khủng long Brachiosaurus này có kích thước rất là lớn và có thể nặng đến 30 tấn nha các bạn. Wow, chiếc cổ rất là dài luôn, tuy rất thước rất là lớn nhưng đây là khủng long ăn cỏ nha các bạn. Chuyên ăn cỏ và rất là hiền lành. Một chú Brachiosaurus màu nâu hiền lành nha các bạn. Brachio chúng ta đây rồi. Nó to chưa kìa rồi, quá to luôn. Wow, lần nữa chú Husky Wokey các bạn ơi. Một chú Husky Wokey đang giơ tay chào các bạn này. Chú Husky Wokey màu xanh đang nhe răng ra cười rất là đáng sợ nha. Chú này Husky Wokey đánh nhau với Spinosaurus và Carnotaurus luôn các bạn, đang bị Carnotaurus bị. Wow, chú khủng long này có kích thước lớn quá các bạn ơi, không biết đây là khủng long gì đây. Wow, thì ra là một chú khủng long Spinosaurus khổng lồ các bạn ơi. Những cái vây trên lưng đó mà xem, vây trên lưng này là đặc điểm đặc trưng của loài Spinosaurus đó các bạn. Wow, chiếc đuôi cực kỳ dài nha, bàn chân thì cực kỳ to lớn, chạy rất là nhanh nha. Miệng nó đang há ra nè các bạn. Hai tay trước của nó thì có móng vuốt rất là sắc nhọn nha các bạn. Đây là một loài khủng long ăn thịt rất là đáng sợ nha. Nó chuyên săn các con mồi không bao giờ từ bỏ và có thể sẵn sàng đối đầu với khủng long bạo chúa nếu cần nha các bạn. Wow, con Spinosaurus khổng lồ. Oh,
Wow, lần này cũng là một con khủng long khổng lồ khác các bạn ơi, một con Bentaceratops kỳ khổng lồ nha các bạn. Một con Bentaceratops màu đỏ và có những cái vằn đen nhìn rất là ngầu. Hai sừng lớn của nó đang chỉ ở phía trước này các bạn. Sừng nhỏ ở mũi này, trên cổ nó có một cái vây nhìn như là một cái tấm khiên trắng rồi các bạn ơi. Con Bentaceratops cực kỳ ngầu luôn nha. Wow, những kích thước của nó mà xem, lớp da nhìn qua có thể thấy là rất là dày. Khối lượng của loài này có thể lên đến 5 tấn, tuy nhiên con này rất là khổng lồ, có thể lên đến 7-8 tấn luôn nha các bạn. Một con Bentaceratops màu đỏ đen cực kỳ đẹp luôn. Bentaceratops khổng lồ, wow, nhìn rất là to và ngầu luôn nha. Đã chưa nghe các bạn. Wow, loài động vật gì mà dị dạng thế này các bạn ơi, không biết đây là loài động vật gì nữa. Wow, một chú bạch tuộc khổng lồ các bạn ơi, một chú bạch tuộc khổng lồ nha, có những xúc tu rất là ghê nè các bạn. Chú bạch tuộc với kích thước như thế này thì có thể săn được cả cá voi luôn nha các bạn. Một chú bạch tuộc khổng lồ với những cái xúc tu cực kỳ đáng sợ. Oh, một con bạch tuộc khổng lồ đây nè, ui nguyên một bầy các bạn, nó hổ lao rồi đánh nhau với con bạch tuộc này. Tiếp theo là một đại diện đến từ họ linh trưởng các bạn ơi. Wow, một chú tinh tinh khổng lồ, một chú tinh tinh khổng lồ với bộ lông màu đen nhìn rất là đẹp nha. Thân hình thì rất là đô con như là một chú kinh công rồi các bạn. Wow, nhìn rất là ngầu luôn. Ôi ra con tinh tinh khổng lồ luôn các bạn. Ây chà, to chưa kìa, ôi là đô quá trời đô luôn. Wow, là khủng long nhìn có vây lớn quá các bạn ơi. Thì ra đây là loài khủng long Dimetrodon nha các bạn. Đặc điểm của loài khủng long Dimetrodon là nó có một cái vây lớn như thế này này. Nó rất là lớn luôn, lớn hơn cái vây của con Spinosaurus luôn nha các bạn. Wow, thân hình của nó thì giống như một chú tắc kè đang bò các bạn. Đuôi khá là dài nha, răng thì rất là nhọn luôn. Wow, chú Dimetrodon có vây một cảm nhìn cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta có chú hết Whisky này, một cam nè các bạn ơi. Chú hết Whisky màu này đang đưa tay chào các bạn nè. Wow, cái miệng nó đang nhe ra cười nè các bạn. Chú hết Whisky màu đó cực kỳ đẹp nha. Oh, wow, Spinosaurus đánh nhau với Whisky. Wow, hay đánh nhau rất là quyết liệt luôn các bạn. Wow, tiếp tục một chú hết Whisky nha các bạn. Tuy nhiên đây là một chú hết Whisky màu hồng rất là đẹp, đang nhe miệng cười nè các bạn, đang giơ hai tay chào các bạn nè. Wow, chú hết Whisky màu hồng cực kỳ đẹp luôn nha. Ủa, và đây mình có Tyrannosaurus kìa các bạn. Wow, dùng răng cắn vào thật kìa kìa luôn. Wow, nhìn xem ở đây có vô số cái chú khủng long bị chung vùi dưới lớp bùn này các bạn ơi. Bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá xem các loài khủng long này thực chất là loài khủng long gì nha. Bây giờ chúng ta sẽ nhúng từng chú khủng long này vào cái thau nước này để xem thực sự nó là khủng long gì nha các bạn. Wow, bắt đầu thôi nè các bạn. Wow, đầu tiên chúng ta có một chú khủng long rất là đặc biệt có vây lưng này các bạn ơi. Thì ra đây là một chú khủng long Spinosaurus nha các bạn. Một loài khủng long với các đặc điểm nhận dạng là trên lưng nó có một cái vây như là vây cá vậy các bạn. Wow, chú khủng long Spinosaurus có hai chân trước nhìn rất là buồn cười, rất là nhỏ các bạn. Tuy nhiên chân sau thì rất là to nha, đuôi thì rất là dài, chạy rất là nhanh nha các bạn. Đây là một loài khủng long ăn thịt nha, rất là nguy hiểm nha các bạn. Wow, một chú khủng long Spinosaurus màu đỏ đen nhìn rất là đẹp luôn. Wow, rất là nhiều con này sẽ rất là đẹp màu luôn, một con trưởng quan không có. Tiếp tục là một chú Spinosaurus các bạn ơi. Tuy nhiên thì con Spinosaurus này có một màu cam nhìn rất là đẹp nha các bạn. Wow, thật là đẹp luôn nha. Chú khủng long Spinosaurus có vây trên lưng nè các bạn. Hai chân của nó nhìn rất là lớn luôn các bạn. Hai chân trước thì rất là buồn cười. Tuy nhiên thì hai cái đuôi nó rất là dài, chạy rất là nhanh nha các bạn. Một loài cũng mang thịt cực kỳ khét máu nha các bạn. Wow. Oh, wow. Thấy con gì đó nha, quá trời như vậy. Wow, tiếp theo chúng ta có một loài khủng long rất là đặc biệt các bạn ơi. Đây là loài Parasaurolophus nha các bạn. Đặc điểm của loài khủng long Parasaurolophus là nó có sừng mọc ngược nhìn rất là buồn cười nha các bạn. Wow, con Parasaurolophus này có màu hồng và có những cái đốm màu xanh dương nhìn rất là đáng yêu các bạn ơi. Đây là khủng long có kích thước rất lớn nhưng mà nó là khủng long ăn cỏ rất là hiền lành nha các bạn. Nó chuyên sống theo bầy đàn để bảo vệ lẫn nhau đó các bạn. Wow, nhìn đẹp chưa? Chim màu vàng Parasaurolophus rất là đẹp luôn kìa thấy chưa?
Wow, tiếp theo chúng ta có một chút khủng long Ankylosaurus các bạn ơi. Một loài khủng long có lớp da rất là dày nha. Đây là một con Ankylosaurus có một màu xanh lá và cái dải màu cam chạy trên lưng rất là đẹp các bạn ơi. Wow, nhìn đuôi của nó rất là đẹp các bạn. Phần cuối cùng của đuôi thì nó có hình dẹp nha các bạn. Loài Ankylosaurus này có lớp da rất là dày cho nên các loài khủng long ăn thịt khét rất khó có thể cắn xuyên lớp da này nha các bạn. Wow, có cả Ankylosaurus này các bạn. Đầu như kìa, đây là khủng long Ankylosaurus màu xanh lá cây rất là đẹp luôn nha. Đấy, gai không là gai trên lưng kìa, quá ngầu luôn. Một chú Paracerolophus nha các bạn. Wow, là tiếp tục là một chú Paracerolophus nhưng mà nó có một màu xanh nhìn rất là đẹp luôn. Wow, những cái sừng một người đặc trưng của nó này. Chiếc đuôi rất là dài và nó giữ thăng bằng khi chạy nha. Đây là khủng long ăn cỏ rất là hiền lành các bạn. Một chú Paracerolophus màu xanh nhìn rất là đẹp luôn. Paracerolophus, một chú khủng long thằng lằn chi màu gần rất là đẹp luôn kìa đấy rồi. Wow, lần này là một chú khủng long ba sừng màu vàng xanh nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Chú khủng long ba sừng có hai sừng lớn đang chạy ở phía trước này và một sừng nhỏ ở mũi. Trên cổ nó có một cái vây như là một cái lá chắn các bạn. Kích thước của nó nhìn rất là lớn nha. Từ phần lưng cho tới đuôi của nó có những cái gai mọc lên nè các bạn. Wow, chú khủng long ba sừng nhìn rất là đẹp nha các bạn. Khủng long ba sừng các bạn bị một con rồng gấp đi thôi kìa. Wow, nó cũng bị ném xuống dưới nè. Ý cho bay dưới. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú hổ khổng lồ nha các bạn. Một chú hổ màu cam với những cái vàng màu đen nhìn rất là đẹp luôn. Chiếc đuôi cực kỳ dài, bốn chân nhìn rất là linh hoạt và săn chắc. Cơ thể thì to khổng lồ luôn nha. Hổ được xem là chúa tể sơn lâm đó các bạn. Nhìn những chiếc răng nanh của nó nè. Wow, nhìn thật là ngầu nha các bạn. Ồ, đây mình có rất nhiều chú hổ lâu rồi. Bây giờ cắn con T-Rex luôn kìa các bạn. Ây chà, quá sợ, rất là quyết liệt luôn nha.